Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Quốc Cường Gia Lai bị gọi tên, liệu Cường Đô La có bị chung số phận với Tất Thành Cang hay không? Nguyễn Đức Chung đã vào tù vì nguyên nhân là sai phạm của một công ty tư nhân có mối làm ăn với ông cựu chủ tịch thành phố Hà Nội. Đó chính là công ty Nhật Cường Mobile của đại gia Bùi Quang Huy đang trốn mất. Cả Bùi Quang Huy và Nguyễn Đức Chung cũng đều dính vào pháp luật. Chuyện làm ăn giữa các quan chức và doanh nghiệp là chuyện thường thấy trong xã hội Việt Nam. Có thể nói là một xã hội thối nát bậc nhất trên thế giới vì mối liên quan giữa quyền và tiền. Đây là hình ảnh đại gia Cường Đô La và siêu xe. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xảy ra trường hợp tương tự. Ông Tất Thành Cang có chức vụ tương đương với ông Nguyễn Đức Chung và ông ta cũng dính đến sai phạm 32 hectare đất Phước Kiển. Lần này là công ty Quốc Cường Gia Lai. Tuy nhiên, ông Tất Thành Cang thì bị bắt, còn ông chủ của Quốc Cường Gia Lai cho đến giờ này vẫn chưa thấy pháp luật sờ đến. Tuy nhiên, chưa bị pháp luật động đến không có nghĩa là không động đến. Tại Việt Nam, nếu có rất nhiều tiền thì có thể mua được luật pháp. Xét về mức độ nổi tiếng trên thương trường và sức mạnh về vốn hóa thị trường, thì công ty Nhật Cường Mobile khá khiêm tốn so với công ty Quốc Cường Gia Lai. Trong cả hai vụ sai phạm đất đai tại dự án khu dân cư Phước Kiển và khu dân cư ven sông, công ty Quốc Cường Gia Lai được nhắc đến với tư cách là đối tác đầu tư của công ty Tân Thuận. Mà công ty Tân Thuận là một công ty của thành ủy dưới quyền của ông Tất Thành Cang. Theo kết luận điều tra, đối với dự án khu dân cư ven sông, bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, khai sau khi mua lại 45% vốn góp và hợp tác với công ty Tân Thuận thực hiện dự án tại đây, bà có đề nghị công ty Tân Thuận sớm thực hiện dự án để thu hồi vốn. Công ty Tân Thuận đã 3 lần họp với Sở Xây dựng xin chấp thuận đầu tư dự án, nhưng Sở này trả lời là Tân Thuận không đủ điều kiện vốn đối ứng 20% tổng mức đầu tư dự án nên không thực hiện được dự án. Vì vậy, công ty Quốc Cường Gia Lai đề xuất nhiều giải pháp như công ty Tân Thuận phải tăng vốn điều lệ và vay ngân hàng để đủ điều kiện thực hiện đối với 55% vốn góp tại dự án. Và tới đây thì dư luận cho rằng bùa phép đã biến hóa đất công thành đất tư như thế nào? Với lý do công ty Tân Thuận cho biết là công ty nhà nước nên việc tăng vốn điều lệ rất khó và không có tài sản để thế chấp ngân hàng để vay vốn, nên bà Loan đề xuất hoặc công ty Tân Thuận mua lại phần góp vốn của công ty Quốc Cường Gia Lai hoặc chuyển nhượng dự án cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Nhưng công ty Tân Thuận không chịu chuyển nhượng hết mà chỉ chuyển nhượng tiếp 45%, còn 10% công ty này giữ lại để đổi lấy sản phẩm cho thuê, làm nguồn thu nhập ổn định cho công ty. Đến ngày 18 tháng 3 năm 2016, đôi bên đã ký hợp đồng chuyển nhượng 45% trong số 55% góp vốn của công ty Tân Thuận cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá hơn 186 tỷ đồng. Nhờ đó mà công ty Quốc Cường Gia Lai nắm tới 90% giá trị khu đất. Công ty Tân Thuận nắm 10% giá trị đất, nhưng về mặt pháp lý, công ty Tân Thuận vẫn đứng tên chủ sở hữu khu đất này. Như vậy là từ chỗ nhà nước nắm trên 50% giá trị khu đất, qua một sự phù phép của Quốc Cường Gia Lai đã nắm trong tay tới 90% giá trị khu đất. Và đất công đã bị chua vào túi tư như thế. Đây là hình ảnh một dự án của công ty Quốc Cường Gia Lai. Vào năm 2017, sau khi sở hữu tới 90% vốn góp tại dự án, công ty Quốc Cường Gia Lai đề nghị công ty Tân Thuận bỏ ra 10% chi phí để triển khai dự án xây dựng. Tuy nhiên, công ty Tân Thuận đề nghị sau này sẽ lấy 10% giá trị đất để hoán đổi thành sản căn hộ trên tổng giá trị của đất và chi phí xây dựng đã bỏ ra. Như vậy là 10% giá trị đó được xem như là tiền của công ty Tân Thuận đặt cọc để nhận lấy một số căn hộ sau khi dự án được hoàn thành. Tiếng thì Tân Thuận nắm 10% giá trị khu đất, nhưng thực tế thì Quốc Cường Gia Lai đã nắm 100%. Việc hoán đổi một cách khéo léo như thế này không thể một mình Quốc Cường Gia Lai làm được, mà phải có sự chỉ đạo cấp trên. Đó không ai khác, chính là Tất Thành Cang. Tuy nhiên, quyền lớn như thế nhưng Tất Thành Cang bị bắt, còn Quốc Cường Gia Lai không hề hấn gì về mặt pháp lý. Thường thì quyền sẽ mạnh hơn tiền, nhưng kỳ này có vẻ như tiền đã mạnh hơn quyền ở chế độ cộng sản. Sau đó, công ty Tân Thuận có các văn bản gửi Sở Xây dựng để đề nghị chuyển nhượng một phần dự án khu dân cư ven sông cho Quốc Cường Gia Lai. Đến tháng 11 năm 2017 thì được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Vào ngày 28 tháng 11 năm 2017,
công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án này cho Quốc Cường Gia Lai để làm chủ đầu tư dự án. Hợp tác với doanh nghiệp nhà nước để hưởng chính sách ưu đãi là cách mà các doanh nghiệp móc nối với các quan chức. Khoảng năm 2016, bà Loan cho biết dự án Phước Kiển, huyện Nhà Bè có diện tích khoảng 50 ha do công ty Tân Thuận làm chủ đầu tư đã được Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè duyệt chi tiết của dự án. Công ty Tân Thuận đã đền bù được khoảng 32 ha. Nhà nước này là sở hữu của Đảng Cộng sản, doanh nghiệp quốc doanh luôn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi mà doanh nghiệp tư nhân không có được. Việc Quốc Cường Gia Lai hợp tác với công ty Tân Thuận rồi sau đó khéo léo chuyển nhượng dần những dự án của công ty Tân Thuận là cách làm không được rõ ràng. Chính sự phân biệt quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân nên mới có những mối làm ăn dựa vào kẽ hở của luật pháp như thế để moi tiền nhà nước, đó chính là tiền của người dân. Do công ty Tân Thuận là công ty nhà nước nên công ty này dễ dàng hoàn thành các thủ tục pháp lý bước đầu. Đã đền bù được 2/3 diện tích thì việc xin chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nên vào đầu tháng 8 năm 2016, bà Loan đã ký công văn gửi công ty Tân Thuận đề nghị hợp tác đầu tư thực hiện dự án Phước Kiển theo tỷ lệ 75%, 25% hoặc xin chuyển nhượng 100% dự án. Nghĩa là Tân Thuận làm nên mâm, nên cỗ, nên dọn cho Quốc Cường Gia Lai sời. Không biết tại sao cơ quan điều tra vẫn chưa khai ra được sai phạm này. Đây là hình ảnh ông Tất Thành Cang. Vào đến tháng 4 năm 2017, công ty đã đàm phán thỏa thuận giá trị khu đất có diện tích hơn 30 ha là 358 tỷ đồng, góp vốn theo tỷ lệ 70-30. Do công ty Tân Thuận hiện có khoảng 162 tỷ đồng, không đáp ứng được 20% vốn đối ứng, chưa đáp ứng đủ điều kiện hợp tác đầu tư. Vì vậy, công ty Quốc Cường Gia Lai đồng ý nhận chuyển nhượng 32 ha đất dự án Phước Kiển với giá 1,29 triệu đồng trên mét vuông. Sau đó, Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán 374 tỷ đồng tiền chuyển nhượng đất và 23 tỷ đồng tiền thuế VAT cho công ty Tân Thuận. Giá đất Thành phố Hồ Chí Minh mà chỉ có 1,29 triệu đồng một mét vuông là một giá đất như cho không. Ai đã chỉ đạo vụ việc này? Và rõ ràng cho đến bây giờ thì ăn không được thì phải nhả. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2017, bà Loan được Văn phòng Thành ủy mời đến dự họp. Văn phòng Thành ủy đề nghị điều chỉnh lại giá chuyển nhượng đất là 1,76 triệu đồng trên một mét vuông. Thì bà Loan đồng ý với điều kiện cho Quốc Cường Gia Lai trả chậm số tiền tăng thêm là 155 tỷ đồng trong 18 tháng. Đến khoảng tháng 4 năm 2018, trên các phương tiện thông tin truyền thông cho rằng công ty Tân Thuận bán rẻ đất trong dự án Phước Kiển cho Quốc Cường Gia Lai, nên Văn phòng Thành ủy đã 3 lần mời bà Loan lên làm việc và đề nghị hủy bỏ hợp đồng. Do sau khi công ty Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng phần đất dự án Phước Kiển, thì việc thỏa thuận đền bù với các cá nhân tổ chức đang sở hữu 18 ha còn lại của dự án đang gặp khó khăn. Và việc đền bù có thể phải kéo dài đến năm 2022 mới xong, nên sẽ phát sinh thêm rất nhiều chi phí chứ không như dự án ban đầu. Đây là hình ảnh Quốc Cường Gia Lai đã bị gọi tên. Vì vậy, bà Loan đồng ý hủy hợp đồng và đề nghị trả thêm tiền lãi suất ngân hàng đối với số tiền mà Quốc Cường Gia Lai đã thanh toán cho công ty Tân Thuận. Sau đó, Quốc Cường Gia Lai đã nhận lại 397 tỷ đồng và 21 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy là mua đất rẻ như cho mà mua không được thì sẽ trả lại. Chuyện như trò trẻ con, ấy vậy mà chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng chưa sở gáy được doanh nghiệp này. Quốc Cường Gia Lai là doanh nghiệp của mẹ con bà Như Loan và Cường Đô La. Những cái bắt tay mua đất của nhà nước rẻ như bèo ấy lẽ ra doanh nghiệp và quan chức chính quyền đều phải vào tù vì đã định giá quá thấp. Chắc chắn họ sẽ có sự thông đồng. Tuy nhiên cho đến nay, và mặc dù bà là đại gia cùng con bà là ông Nguyễn Quốc Cường vẫn bình thân như vậy, Cường Đô La vẫn chưa thể chịu chung số phận như Tất Thành Cang. Tuy nhiên không có nghĩa là không. Hãy chờ đón xem vụ án này sẽ đi về đâu. Và chắc chắn trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, những vụ đấu đá như thế sẽ lại được tiếp tục lôi ra để quẳng nhau vào lò. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 8 năm 2021 với bản tin Quốc Cường Gia Lai bị gọi tên. Liệu Cường Đô La có bị chung số phận với Tất Thành Cang hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.